ជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបចិញ្ចឹមសត្វហ៊ីងលក្ខណៈគ្រួសារហើយនេះជាវីដេអូចិញ្ចឹមសត្វហ៊ីងដំបងរបស់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំមិនទាន់មានបទពិសោធន៍នោះទេតែដោយសារការស្រឡាញ់ចូលចិត្តទើបខ្ញុំចិញ្ចឹមវាសារល្បងខ្ញុំគិតថាវាក៏ជាវីដេអូដំបូងនៃការចិញ្ចឹមសត្វហ៊ីងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ហើយចំពោះការចង់ចិញ្ចឹមនេះគឺទី1ទៅសារតែខ្ញុំបានមើលនៅក្នុងឆាណែលប៊ីសិនេសខេមបូឌៀនឹងស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅក្នុងឆាណែលរបស់ប្រទេសថៃផងដែរហើយចំពោះការចិញ្ចឹមសត្វហ៊ីងគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងការចិញ្ចឹមកង្កែបផងដែរដូចនេះដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វហ៊ីងបានដំបូងយើងត្រូវធ្វើទ្រុងវាចំពោះទ្រុងដែលខ្ញុំធ្វើគឺមានបណ្ដោយ3ម៉ែត្រគុណនឹងទទឹង2ម៉ែត្រនិងកម្ពស់1ម៉ែត្រជាដំបូងយើងត្រូ
hơi dương trư vô bàn tè rửa sấy vô mà chọn vía bọt trong vinh phơi bẹp ní làm bấy giờ vía đừng mòm lò bàn top bị phơi krong vía rồi hơi dương trư vô tăng cửa su vô mà đạp bọt trong vinh tè rửa sàn ní chỉ cá trên trăm sà là bòn đôi ní nhóm ban vô tiền bàn nó sập sái vô mà đạp trong nửa vinh đôi tiền nút miên cầm pu mà mát bay tắc cô nâng bờ vai pi mát làm buồn tắc đôi ní nhóm ban chích đây chùm bờ bay tắc cho krong làm bấy lục trường tăng nút làm bấy có mối hiến trình bàn bàn to bị cọp đầy lục bình bàn hới dương trời phơi gần lại đặt tức xâm ráp đã con hình chấm phố gần lại đặt con hình khi ông bàn dội xâm bộ còn làn trang muối dội việt thì cho ba càng lời chánh hãy dội việt thì bà khi ông bàn cài đầy tùm hôn phôn còn làn nụ bàn to mốt đã bị trầu rút cơ gió tăng cơ sụ sát ơn làm bấy kia vía thưa ở việc đạo tật sát hình chỉ sát cho chất sang ngóng luôn được khăn ông đầy chịu sẽ đầy sát những đầy để phò tại đời xa tại khi nhóm văn miệng đầy sát khi nhóm của ban vô công tích rồi ná rư được kia hơi thay ai rồi ná vô mà đã kra chùm đồ vinh bàn tọa bị kra vì ban mùi giờ tọa hơi khi nhóm của ban vô chùm bác mà đã bị lờ vừa bẹp ní cứ rùi chạy cả sạch hay chùm bố bùi hình vĩnh khi nhóm ban rô được khăn ông phùm hay chỉ chạy đón nếu bố tia dây được bọc khi nhóm khăn ông chùm ca cơ rồi bọc gót miên phang chá mũi vì đọc tất và xa phá liếng, miên sạch hình châu lực nông nô, chùm luôn bày các bạn. Lời ní, khi nhóm của bạn vô sạch hình nút, vô môi trình châm sạch là bòn, hơi chơi cháy đón lọ tiết nút. Còn miên côn hình, đã nơi khăn nông kết tia đại cột bà cháu, nơi khăn nông chùm ca rồi bà cột nắng. Còn vì miên hình vì châu tập bố, hay côn dàng chất áo, khi nhóm của bạn đô hạ côn hình nắng vô mà đã trình châm vòng này. Đôi ní chùm bố bố cứ khi nhóm mặt tình kia thế, khi nhóm bạn rô được lần này. Hãy cái sông ở côn chung bố ca tạm đoàn tu sản án video clip mới này. Hãy sông rung trà mớ dạp bê mùi khai khao y tà ca trình chấm ní vì mình lịch phòng lẹp nà. Hãy cái sông tốt chung bố mà chắp tiền phần đầu phòng đá để bán giúp tiền phần đầu sắp xài được bác quát dù mà đã trình chấm xa là bòn. Sông ở côn chúc nên video khao y. Sông chung rượp lía bông bông tiền ọc nìa.